Bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ. Ví dụ đây là bạn đi làm ở một cái quán đúng không? Nó chỉ có, ví dụ như ép tóc chỉ có 150.000 thôi. Nhưng mà sau đó, sau khi các bạn làm xong ấy, thì các bạn không ưng ý. Và các bạn lại qua một cái tiệm nó to hơn, nó đông khách hơn, này nó nhìn nó hoành tráng hơn chẳng hạn. Thì lúc này các bạn mất thêm khoảng tầm 200-300.000 nữa. Vậy tổng cộng hai lần nó đã 400-500.000 rồi, có đúng không? Thế tại sao mình không tìm ngay đến một cái chỗ 500.000 để mà nó làm ok, hay là 400.000 để nó làm ok ngay từ đầu luôn đấy, mà mình không cần phải đi sửa gì nữa, đỡ mất thời gian đúng không? Vừa mất thời gian chưa kể là cái vấn đề mà mình sẽ cảm thấy nó khó chịu trong người ngay từ cái lần đầu tiên mà mình làm. Thực ra ấy, mình nói với anh em đấy để mình giải thích cho anh em một điều là cái giá đôi khi để mình đẹp ấy, đôi khi nó không quan trọng lắm, nó không quan trọng lắm. Nếu mà thực sự mà anh em cái điều kiện của anh em nó quá là khó để cho phép ý, thì anh em phải dày cái công tìm hiểu cho kỹ. Tức là những cái tiệm mà mình xác định là nó lớn ý, cảm giác nó đắt ý, thì mình loại trừ luôn, mình không cần quan tâm đến những cái tiệm như thế nữa. Mình chỉ quan tâm đến những cái tiệm mà tầm vừa khả năng của mình để mà mình tìm hiểu. Rồi mình tìm hiểu trong những cái tiệm đấy, tiệm nào làm ok nhất thì mình làm. Còn anh em phải hiểu ấy, cũng một cái đầu, cũng một cái loại thuốc, nhưng mà đôi khi ấy, cái giá ở trên thành phố ấy, hay là những cái nơi đắt đỏ ấy, cái giá nó sẽ cao gấp vài lần, 3, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Đấy, nhưng mà khi nào mà quê ấy, vẫn là cái thuốc đấy. Đấy, vẫn là cái sản phẩm đấy, vẫn là cái máy móc đấy, vẫn là cái kiểu tóc đấy, nhưng mà có thể nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, chính vì thế mà anh em còn phải tìm hiểu ra nữa, bởi vì những cái nơi đắt đỏ ấy, người ta phải thuê mặt bằng nhiều này, người ta phải thuê nhân viên nhiều này. Đấy, rồi là rất nhiều những cái thứ đội chi phí đấy, dĩ nhiên là cái mức giá người ta làm nó phải cao. Mà đôi khi cũng có những cái nơi ấy, nó cố tình người ta để cái mức giá cao để người ta phục vụ cho anh em nó tốt hơn. Đấy, chính vì thế mà anh em đừng đừng nghĩ rằng những cái nơi đắt là những cái nơi chưa chắc đã tốt nhé. Thì cái này anh em cũng phải tìm hiểu, như mình đã làm một cái video ngay từ lúc đầu rồi. Ngay từ lúc mình nói là kể cả mình đi đến một cái nơi đắt mà người ta làm cho mình ưng ý luôn, còn hơn là mình làm đi làm lại đúng không anh em, nó vừa hỏng tóc mà nó vừa mất thời gian của mình, cũng như là làm cho mình bực mình. Đấy, chính vì thế mà cái rẻ cái đắt trong cái làm tóc này đôi khi nó cũng không quan trọng lắm, chênh nhau vài trăm đôi khi không quan trọng, quan trọng là cái tóc của mình nó phải ok. Đấy, thì cái quan trọng nhất vẫn phải là cái tìm hiểu của anh em nó như thế nào, tìm hiểu kỹ, phân tích kỹ rồi hay đi làm nhé, để tránh mất tiền oan.